Mỗi tháng trong 12 tháng qua đều thiết lập các kỷ lục nhiệt độ nóng nhất, tháng sau xô đổ kỷ lục của tháng trước. Đây là thông tin mới nhất đến từ cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus. Mặc dù đã được cảnh báo trước về một mùa hè 2024 gay gắt và đổ lửa, nhưng những gì mà thế giới vừa trải qua trong đợt nắng nóng khắc nghiệt của tháng 4 và tháng 5 vừa qua, một lần nữa đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho toàn cầu. Đến thời điểm này, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua đã cao hơn 1,63 độ C so với mức nhiệt trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là khoảng thời gian ấm nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1940. Ông Carlo Buntempo, giám đốc của Copernicus, người đã cảnh báo về những điều tồi tệ hơn sắp xảy ra trên toàn cầu, cho biết đợt nắng nóng kéo dài 12 tháng này là cú sốc nhưng không có gì đáng ngạc nhiên bởi hầu hết là do biến đổi khí hậu gây ra.